không? Báo đang rõ ràng như vậy. Còn cô gái kia là con này nè. Ủa, nói vậy thằng Vinh nó có tỏ tình. Hồi nào mà ba không biết, sao không nói với ba? Dạ, hồi ảnh bên Pháp, anh mới về đến. Con nghĩ con không thể thương ảnh bao giờ, nên con không dám đưa lại với má ba. Nhưng lúc đó chồng con nó đã bỏ con rồi. Thưa ba, chồng con bỏ con, hàng xóm ai cũng biết. Con bước thêm bước nữa, họ sẽ cười gia đình mình. Thú thật với ba, con và ảnh thương nhau hồi ảnh thi đậu tú tài. Khi ba gả con lấy chồng, ảnh buồn ảnh mới xin đi Pháp học. Nên sao con nghĩ con là phận hèn không xứng đáng với ảnh? À, có gì đâu mà hèn. Nó đã hiểu hết hoàn cảnh của con mới xảy ra là như vậy. Vì hoàn cảnh cho con đâu có làm bậy, nên nó mới thật lòng mà thương con. Hồi nó đổ tú tài thì tôi cũng có ý gả phúc con phương qua cho ngay rồi. Nhưng ông á thì ông lại rất khoái, có chức có quyền thêm giàu có, nên nay mộng mong tan tành. Cái chuyện xưa cứ nói thì nói lại, mà nói hoài nó rất là tai hại. Con nó nhớ hoài rồi mặc cảm xấu xa, bởi vì thằng Vinh tỏ tình thương nó mà nó lại từ chối thiệt kỳ, để bây giờ xảy ra như thế. Ông nghĩ lại mình tại ai hồi trước, nên con nó khổ sở như vậy. Thôi thôi, việc xưa bỏ đi nhắc gì. Bây giờ mình phải tính sao nè? Còn tính cái gì nữa? Hai đứa nó không có duyên nợ với nhau thì phải chịu chứ tính cái gì bây giờ hả ông? Con không ngờ anh Vinh anh thương con như vậy. Con nghĩ nếu con không ưng ảnh thì chẳng thiếu chi nơi sang trọng giàu có cho anh kết đôi. Có vậy con mới thấy tình yêu của nó đối với con. Con muốn xin ba má một việc. Từ ngày con bị chồng con bỏ, con tự nợ duyên con chức rồi. Chẳng về đường tình duyên còn vương vấn. Thưa ba má, vậy con xin ba với má chấp thuận cho con lên Châu Đốc tìm anh tận trường, rồi con nuôi dưỡng để chu tuổi của con. Đó là duyên phận của con, ba không cản đâu. Con ơi, má vừa hay tin thằng Vinh nó đau chân bệnh nguy nan là đôi mắt đã mù loà. Má đây rất xót nghĩa ơn. Ủa, hồi nãy con nói gì mà lên Châu Đốc? Trong báo có nói đó bà, ảnh được người bác sĩ lên tận Cao Miên chữa bệnh. Có luôn địa chỉ của bác sĩ đó nè bà. À thôi, con làm như vậy mới đúng đó con. Thưa ba má con đi. Ở đây tại cô mà bây giờ nó phải mang bệnh nhiều như vậy đó. Trời ơi, vì sao mà anh Vinh bệnh nặng như vậy thím? Nó buồn cô, nó xin đổi lên Nam Giang. Muốn bớt cơn buồn, nó uống rượu để quên. Uống nhiều quá nó sanh bệnh cũng mắc, rồi leo qua bệnh tim nữa.
bạn nó là bác sĩ Lê Công Bình. Hay tin nó nằm nhà thương trên Nam Giang, mới lên liền rước nó về đây. Đã bệnh mù lòa còn thêm chứng bệnh tim, bác sĩ muốn để chỗ cho em. Ông cất cái nhà ở núi Sam cho yên tình, ông phải vào trong đó trị bệnh mỗi ngày, và ông còn an ủi nhiều điều. Khuôn lên đi làm giúp đỡ dưỡng nuôi, để cho anh Vinh hiểu lòng cô. Không, nó nghe tiếng cô là nó chết liền, xin cô làm ơn cảm phiền. Trời ơi, tôi lên đây cố mong chuộc tội, xin thím hai đừng dội trách quan. Tôi đâu dám trách cô, nhưng tôi chỉ buồn cho con tôi, nó hồ đồ yêu dài. Nó không suy đi nghĩ lại, không biết người ta có đáp trả tình yêu, hay là người ta chỉ thương hại cho mình. Rồi cũng tự nó tương tư, rồi tự nó mang ấy một mối sầu tình. Ôm hy vọng, ôm vọng mình mộng ước, cho đến đôi mắt mù lòa cũng chưa được lòng ai. Thím ơi, hôm nay con lên đến đây, con nhận hết những gì chúa cai của ngày trước. Cô có nhận cỡ nào thì mắt nó cũng không sáng được, chỉ bằng cô hãy về đi. Cho con tôi nó sẽ lần lượt yên lòng. Thím ơi, con gian thím mà, thím cho con gặp anh Vinh để con nói với anh rằng. Thôi cô chỉ nói có một lần mà nói như vậy, cô nói thêm lần nữa sợ nó chết luôn quá. Hơn nữa nó đang bệnh tim, nó mà nghe tiếng của cô á là nó đứng tim nó chết liền. Thím ơi, đâu ngờ cử chỉ hững hờ của con mà làm cho anh Vinh lâm bình. Con vừa đọc báo nên mới biết rõ ràng cơ sự, con cách tốt lên đây liền và không do dự mãi mãi. Con tha thiết xin thím tha lỗi cho con và vui lòng cho con được sanh sống, con chăm lo nuôi ảnh. Bây giờ cô biết thương nó rồi lẽ đâu tôi ngăn cản, nhưng nó không bằng lòng nghe tiếng và nhắc nhở đến tên cô. Con sẽ hạ mình xin lỗi ảnh dung cứu cho con, thím vui lòng dẫn con gặp ảnh để phúc nuôi con được trình. Không được, tôi phải đợi ông bác sĩ đặng lấy thuốc rồi về. Gần 4 giờ rồi, chắc ông bác sĩ cũng gần về rồi đó. Ủa, ai đây thiếu? Cô ba đây là con của ông Tổng Thái ở dưới Vũng Liêm. Cô là người mà con tôi nó muốn kết duyên mà không được, nên nó bệnh đó bác sĩ. Vậy à, cô hay ảnh đau cho nên cô lên đó phải không? Dạ, em nghĩ ảnh mang bệnh cũng tại em, nên lên đây xin nuôi ảnh đến khi lành bệnh. Ý, cái đó thì không được đâu. Anh Vinh ảnh dặn tôi từ lâu, nếu nghe tiếng cô là ảnh chết liền. Tôi thấy bệnh tim cô không nên gây cảm xúc, nếu có bề gì là trách nhiệm của tôi, sẽ có chuyện rắc rối lôi thôi. Ở nhà nãy giờ cô ba có vẻ ăn năn, nên quyết nuôi dưỡng nó để chuộc lại lỗi xưa. Nhưng tôi không thể cho cô ba gặp mặt liền, thêm gì tình cảm hay gì cốt nhục tình thâm. Dạ thôi. Bác sĩ, nếu ảnh còn giận em, em sẽ khóc lóc và năn nỉ ảnh. À, có cách này. Hiện giờ tôi đang băng con mắt của ảnh, nên ảnh không thấy gì hết.
Hiện nay cô Kiều một côi, mới có 14-15 tuổi. Ông đốc học luật, ông giới thiệu cho tôi mướn để cho anh Vinh sai vặt, nhưng tôi chưa dẫn lên. Tôi tính như vậy: để thay thế cho thím hài phụ nấu nước nấu cơm. Có nó cũng đỡ cho thím lắm mà. Cho cô đọc thơ đọc bao cho Vinh nghe. Hôm nay tôi có thể thay thế cho cô ba thái công việc của cô ta. Như vậy có thể mai ra chỉ còn cách đó thì cô ba mới cần được. Nhưng tôi sợ cô nói chuyện anh biết tiếng cô. Dạ, nếu anh có sai chi em không có nói chuyện. Đã gần nhau anh hỏi mà nói thì anh lại càng sanh nghi thêm nhiều. Lỡ em nói ra thì bác sĩ sợ anh biết liền. Trời ơi, em biết làm thế nào? Hay là như vậy, cô hãy nghe lời tôi. Anh hỏi cô nói ngắn thôi, cô không được nói dài. Nhưng mà cô nhớ tên cô là Kiều. Dạ, em nghe lời bác sĩ dặn không sót một câu. Hay lắm. Sẵn có hai cái thơ của ai gửi cho ảnh đây, tôi đem vô cho ảnh luôn. Mời thím và cô ra xe tôi đưa đi. Dạ. Từ trưa tới giờ con mắt anh có nhức không anh Vinh? Coi bộ to thuốc sau này nó chịu đó anh Bình à. Tôi về ngoại có bệnh rước đi gấp, thím phải ở chờ đến giờ này mới về được. Con ăn cháo chưa con? Thưa rồi, mới ăn hồi nãy. Tim của anh bớt hồi hộp chưa? Bớt nhiều lắm rồi. Tốt lắm. Tôi lo là lo cho trái tim, chớ con mắt thì tôi ít lo. Tim mạch nhảy đều tôi cũng nhẹ lo, nhưng tôi cấm không buồn phiền mới được. Không giận không hờn không uống rượu nữa nghe chưa? Không uống rượu nó buồn lắm anh Bình ơi, nhất là tâm sự của mình anh cũng biết từ lâu. Tôi hiểu, bợm rượu mà cử rượu thì buồn làm sao. Nhưng tôi khuyên anh cũng nên giới hạn. Ông đốc học luật mới giới thiệu một cô gái nghèo, có bằng cấp nhưng không việc làm, bữa đói bữa no. Ông gửi gắm cho nó quét nhà lau bàn gì cũng được. Tôi thấy anh đau như vậy nên không được đi đâu. Có nó đọc thơ đọc bao cho anh đỡ buồn. Hôm nay tôi muốn viết thư mà viết chưa được. Thì anh đọc cho nó viết rồi anh ký tên vào. Má thấy con nhỏ mồ côi má tội nghiệp biết chừng nào. Má biểu nó lại gần con hỏi chút việc xem sao. Kêu à, kêu. Bước lại gần đây cho cậu hỏi nè con. Nó lại rồi đó. Anh hỏi việc chi thì anh hỏi đi. Ủa, phải nó khóc không anh Bình? Bị ở dưới thị thành nó quen rồi, còn ở trên này đất núi và có xương nên không quen, nó bị sổ mũi. Em năm nay mấy tuổi? Sao hồi nãy anh Bình nói mới 14-15 mà? Tại tôi nhìn thấy nó nhỏ con, tôi đổ chừng vậy mà. Cha mẹ chết, mà em có anh em gì không? Dạ thưa không. Con nhỏ này nó khịt mũi, nó bị bệnh rồi đó. Em học trường nào? Em biết đọc chữ Tây không? Dạ, em học ở trường ở trường Châu Đốc. Em đọc chữ Tây được. Không, không thèm, không muốn. Đuổi nó đi, đuổi nó ra khỏi nhà cho mau. Đi đi. Nè, thôi, đi ra mau. Ông không có mướn nữa đâu. Đi, đi đi. Con làm gì vậy con? Sao con lại giận? Không mướn người ta thì thôi, rầy nói chi mà con mệt như vậy nè. Đây, có ê te, để cháu cho anh Vinh ngửi cho khỏe lại. Con đau mà con nóng quá. Người ta nghèo khổ, người ta xin ở mương đặng nhờ giả hộp cơm. Mướn
không muốn thì thôi, chứ con nợ nào xóa đuổi người ta, con nóng mà lòng ma xót xa. Mẹ ơi, vì giọng nói kia sao mà giống hệt người mà con ôm hận trong lòng, vừa nghe tiếng là con giận liền. Con nhỏ này nó hiền, nó rất dễ thương, bác sĩ mới mương để lo cho con. Ông đốc luật ông thấy thương tình nên ông mới giới thiệu cho mình. Má ơi, má biết người này tường tận, má hãy nói cho con nghe. Anh Vinh, anh Vinh ơi, vì cảm cảnh dễ thương không chỗ dựa nương, nên tôi mới nhận lời để cho cô ta về đây giúp đỡ. Nếu anh thấy không cần cô ta nữa thì tôi xin trả lại người ta để khỏi mang tiếng phiền phức. Sao này vì thấy bác ai đã cực khổ đêm ngày, nếu kéo dài làm sao bác hay chịu nổi, tôi mới nhờ người kiếm giùm một cô tiếp cho bác hai. Không ngờ Cố Kiều vừa mới lên đây, anh ngộ nhận anh đông lên anh xua đuổi. Tội nghiệp Cố nghèo còn gặp thêm cảnh buồn tuổi, số cổ không ai tôi biết nói sao bây giờ. Rồi Cố bỏ đi rồi hả anh Bình? Chứ ở làm sao được, khi bị anh la, anh hét, anh mắng chửi. Cô ta bước đi mà ôm mặt khóc, vậy anh tính lẽ nào để cho cô ta đừng buồn? Má đâu có biết, hồi chiều á, má đang ăn cơm với ông bác sĩ, ông đốc học dắt nó lại gửi gắm, và nghe ông kể hoàn cảnh của nó đó chứ. Sao hồi nãy con nghe tiếng nói của nó giống y như là Phương Hoa vậy má? Phương Hoa Phương Bông nào đâu, con Kiều ở ngoài chợ Châu Đốc á, học trò cũ của ông Đốc học luật đó. Vậy sao? Chứ sao, Phương Hoa mà lên đây chắc tôi chết quá. Có cái gì đâu mà chết. Anh không biết á, cô ấy khinh khi tôi, nếu bây giờ mà cổ đến đây thấy tôi bệnh hoạn như vậy còn kiêu ngạo hơn nữa. Cái gì mà ngạo? Ví như cô ấy có đến đây để thăm anh, đó là cổ tỏ tình thương mến. Nếu cổ khinh khi thì có bao giờ đến? Tình thương mến không bao giờ nghĩ tới, tôi còn tình yêu cũng vĩnh biệt lâu rồi. Phải, tình yêu thì cho nó là không còn, nhưng tình thương mến người ta vẫn còn thương. Nếu cô ta đến đây chẳng qua thấy tôi tội nghiệp, có thương rồi mới thấy tội nghiệp chứ sao. Tội nghiệp với thương khác nhau rất nhiều, để tôi phân tách cho anh nghe. Tội nghiệp là mình thấy người ta bệnh mà té dọc đường, mình đỡ vậy gọi là tội nghiệp người ta. Còn thương là thấy hoàn cảnh nghèo, cơm không no, áo không lành, mình thương mình giúp đỡ, như vậy mới là thương. Thôi, chuyện cô Phương qua gì đó mình gác lại đi. Bây giờ tôi hỏi anh nè, có mướn cô Kiều không? Không thì tôi giao lại cho ông Đốc học luật. Mướn thì mướn chứ sao, phải mướn nặng đỡ tay đỡ chân cho má tôi. Bậy quá, hồi nãy tôi nóng giận tôi xô đuổi nó, không biết bây giờ nó có chịu ở không nữa. Sao không chịu? Con nhà nghèo đói rách, tôi chắc nó không tự ái đâu. Dày chút đỉnh ăn thua gì. Nó còn đứng đây không anh Bình? Hồi nãy con giận sợ nó chạy ra ngoài xe chứ đâu. Để má kêu nó. Kêu à, vô đây con. Cổ vô rồi hả anh Bình? Vô chưa?
tới gần rồi đó. Tôi xin lỗi cô em, tại bệnh nên tôi hay giận như vậy, chứ không phải tôi hung dữ đâu. Cô em đừng có sợ, để má tôi chỉ thuốc cho cô em biết cái thứ nào uống giờ nào, đặng cô em coi mà cho tôi uống thuốc ha. Dạ. Anh Bình ơi, bộ cô này khóc thiệt hả anh Bình? Thì bị cảm sổ mũi nãy giờ đó. Anh bác sĩ mà anh không trị được sao? Có uống thuốc rồi đó chứ. Hay là hồi nãy tôi giận rồi cổ tủi? Chắc không có đâu. Thôi, để tôi về ngoài, mai tôi vô nghe anh Vinh. À, má chỉ cho cô này rồi má đi ngủ đi má. Má có ghi đầy đủ rồi. Kiều con coi theo lời dặn của bác sĩ đó nghe. Kiếm giàu nghỉ à? Dạ. À, cô em tên gì? Dạ, em tên Kiều. Cô em buồn ngủ chưa? Dạ thưa chưa. Cô em viết giùm cho qua một chút được không? Dạ được. Tôi định đặt một bài thơ, ngặt gì con mắt nó đau nên viết không có được. Vậy cô em lấy viết mực đem lại bàn ngồi gần, rồi tôi đọc cho cô em viết ha. Dạ. Cô lấy cuốn tập tôi để trên bàn đó, cô lật trang đầu xem có phải bài thơ đề tựa Phương Hoa Tự Tháng phải không? Trời, dạ phải. Cô em viết tiếp phía dưới bài thơ đó như vậy nè: Đức Vinh Hòa Vận. Thưa rồi. Bây giờ tôi đọc cô em viết bài thơ của tôi nha. Đùi góc trời đông, hoa lấp niềm riêng chén rượu nồng. Nghĩa vụ chung tình đành phui hết, công danh phú quý cùng như không. Giọt lệ chia lìa lai láng sông, em hỡi phương hoa em nỡ lòng. Trăm năm rồi dăm môi tơ. Bộ cô em khóc hả? Dạ, dạ đâu có. Còn đây, bác sĩ Bình mới đưa thư nè. Cô đọc giùm tôi nghe coi, cô xem thư ở đâu gửi lại vậy? Dạ, ở Dũng Liêm. Hả? Dũng Liêm hả? Cô em xem cái tuồng chữ đàn bà hay là đàn ông? Dạ thưa, em không hiểu. Đàn ông thường viết chữ cứng, còn đàn bà họ viết yếu lắm. Dạ thưa, em coi không ra. Thôi, xé đọc thử coi. Dạ. Anh Đức Vinh yêu kính, trót 2 năm nay không được tin tức của anh, nên em không biết anh ở đâu, cũng không hiểu anh làm việc gì. Trong tưởng tượng anh đã có đôi bạn, có con nhỏ. Không ngờ em vừa đọc tờ báo
em mới biết anh bị mù lòa đôi mắt. Dạ thêm chính bệnh tim, cuối xin anh cho phép em lên nuôi dưỡng anh cho lành mạnh. Chỉ như trời có khiến anh chết thì đôi ta cũng được nhìn tạc mặt nhau lần chót, rồi chết với nhau một lần. Khi đầu thai lên thì đầu thai lên một lượt để thành đôi vợ chồng. Nếu anh nhận lời thì tin cho em. Nè, cô em, cô em coi, coi ai ký tên vậy? Dạ, Lê Thị Phương Qua, ở Mỹ Phước, làng Trung Điền, Dũng Liêm. Trời, Phương Qua, trao thơ đó lại cho tôi, rồi lại bằng lấy giấy viết trả lời gấp giùm tôi. Lẹ lên. Dạ thưa rồi. Đề bao nha, Lê Thị Phương Qua, con gái của ông Tổng Thái, làng Trung Điền, Dũng Liêm. Thưa rồi. Viết trong thơ nha, lên lập tức, anh trông. Anh về. Em đã lên rồi đây nè. Thiệt em đó hay sao? Anh Vinh, như vậy hồi hôm nay anh nghi trúng lắm mà. Em đã thấy tình của anh hay chưa? Em đã hiểu anh từ khi anh mới trở về và trót 2 năm nay. Em khổ tâm trong lòng khi biết anh đi rồi, lòng bồi hồi những suy nhiều đêm. Tim em bỗng nhiên mong rằng nếu được gần sống bên nhau cùng anh. Qua anh Vinh. Giờ thì đôi mình không tình duyên, em rồi mắt anh còn đâu. Qua ơi hết mong tương cùng, vì mù lòa tối tăm cho đời anh. Anh Vinh, Phương Qua, dù cho bóng tối dâng mang em cũng không màng chi. Sao mối tình thâm sâu ta thương nhau sẽ bền lâu. Phương Qua, tình yêu một chiều nào hai ta hiểu qua bằng đôi mắt, thì giờ đây mối tình son sắt trong buổi đầu tiên anh thề giữ chặt trong lòng. Số phận nghèo ngày xưa nào đâu dám đèo bồng, và cũng tại anh quá ngại lòng không nói thiệt, để đời em phải theo chồng mà chồng ấy em không yêu. Tôi phận cho mình anh phải ra đi, khi trở về em
đã thật sự chia ly cùng chồng cũ. Chuyện tình đầu lòng anh bỗng dâng trào như thác lũ, nên anh muốn cùng em nối lại tình cũ năm nào. Nhưng nay thì mộng tình ấy không còn ở trong lòng anh nữa. Vì đôi mắt này đã chia cắt tình anh. Không, đôi mắt mù đâu phải làm cho tình anh bị chia cắt. Mà tiếng nói của con tim mới là sự thật của lòng mình. Em quyết đến nơi đây để nói cùng anh tiếng nói chân tình. Đã bao ngày qua em giam mình trong u ẩn, đêm tôi trở về em luôn thơ thần nhớ thương anh. Đôi mắt này muốn có ánh sáng rất mỏng manh, nếu em nuôi anh chắc nó sẽ đem trả cho anh màu sáng lại. Em muốn nói cầu duyên dù mắt anh có mù mãi mãi, em quyết cùng anh duyên kim cả muôn đời. Ơi, thương nhau như vậy mà trời khiến cho duyên nợ trắc trở đi, cho kẻ rầu người bệnh không biết nữa. Má không ngủ sao má? Sáng bét rồi còn ngủ gì nữa con? Hình như là bác sĩ Bình tới hả má? Ờ, bữa nay bác sĩ tới sớm hơn mọi khi đó. Sao, bữa nay bệnh tim của anh thiệt mạnh rồi ha? Dạ đúng ngày tôi phải mở băng mắt cho anh đây, nên tôi có đem rượu theo để ăn mừng. Ý, bác sĩ ơi, xin bác sĩ đừng cho anh uống, sợ nóng lên tới con mắt thì lâu hết lắm đó. Cô ba đừng lo, tôi là bác sĩ mà. Anh Vinh, để tôi mở băng mắt cho. Bác sĩ ơi, mắt tôi sáng rồi. Má, Phương Hoa, con tôi sáng mắt rồi. Con, anh Vinh. Em Hoa. Đó, bây giờ cô ba có cho anh Vinh uống rượu được hay chưa? Tại em sợ chứ bộ. Tôi có chở luôn cả rượu thịt lên đây nữa nè. Sẵn dịp tôi mừng cho anh chị, tình đầu cũng như tình cuối, anh chị được yêu nhau mãi mãi. Mời anh bác sĩ ân nhân.